rồi. Ngồi xuống đấy, ngồi đấy. Vâng, chào các bác, khách đầu tiên đi. Đó, quay Đông Phương anh đi. Anh đi ra thì camera kia mới nhìn thấy anh. Nhưng mà chúng nó đang ngơ ngáo lắm. Đây, chúng nó đang nhìn lên em, cho tin em nhìn nó. Đây này, có camera kìa. Ngồi xuống đây đi, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Quay lại cho chúng nó thèm. Đây đang ông nhìn ông phải nhìn cái màn ảnh con. Nhưng mà tiếng ông nhìn mình làm gì, ông nhìn nó. Nó nhìn mình. Nó nhìn mình. Ông này ông nhìn mình. Chưa. Mình có tiếng. Nhưng chúng nó không có tiếng. Sao không nghe tiếng? Ngoài này bây giờ là bao nhiêu người tìm châu? Nhìn thấy chúng tôi. Không có micro. Nhưng mà màn hình của nó là màn hình laptop. Nhưng mà lên mà laptop thì không có micro. Đây nó cho nó xem mình. Bây giờ mình làm mẫu cho mình. Tháng 8 năm 1979, có một hội tuổi còn trẻ, đầu còn xanh, đổ bộ vào nước Nga đầy gió và tươi trắng với bao nhiêu hoài bão ước mơ. Đó chính là chúng ta, lưu học sinh khóa 1979-1984. Và thời sinh viên sôi nổi, đôi khi ngơ ngác của chúng ta bắt đầu như thế. Hôm nay chúng ta cùng tụ họp tại đây để ôn lại thời tuổi trẻ rất sôi động của mình, ôn lại những kỷ niệm mà có thể thời đó chưa dám nói bao giờ, để tô thắm thêm tình bạn vô cùng quý hiếm của chúng ta từ hơn 30 năm trước đây. Cuộc vui của chúng ta hôm nay xin phép được bắt đầu. Trả lời là thôi, thì Hà Nội cũng làm song song và đồng thời. Thế thì nhân tình đó, mình hôm nay chúng ta có mặt ở đây để ôn lại những kỷ niệm của thời rất là sôi nổi của chúng ta. Và nhiều khi cảm giác như là cái ngày xưa là chưa thiếu nước lắm. Trước tiên xin giới thiệu. Không có gì hơn, xin chúc tất cả các chị có một buổi gặp mặt thật là đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Và mong rằng là có dịp để thường xuyên phục vụ các chị thật chu đáo. Nếu có điều gì mà sơ suất thì cũng là rất mong các chị hãy thông cảm bỏ qua và có đóng góp với ý kiến với nhà hàng. Một lần nữa xin chúc các anh các chị mạnh khỏe và vui vẻ với ngày gặp mặt hôm nay. Xin mời. Giới thiệu là đây không phải phí cơm mà đây là dù sao đây xem nữa thì là ý tưởng là của các bạn năm. Xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Công Trinh, đại diện cho A Năm có một vài lời với các bạn. Không, đại diện cho cả nhóm. Không cho mượn một lúc mình lấy lại thôi. Thế tranh thủ lúc anh Vĩnh chủ tịch của A Năm còn đang trên đường đến Đông Phương có, thì tôi cũng xin thay mặt anh chị em, thay mặt cho tất cả mọi người chúng ta chào nhau, đúng không? Cũng có rất nhiều anh chị em được bạn và lâu lắm rồi chúng ta mới gặp, thì cũng có nhóm là sẽ gặp nhau nhiều, nhưng có nhóm thì cũng là ít. Thì hôm nay nhân cái nhân dịp 30 năm ra trường, và nếu như vậy là 36 năm mình học ở trường Đại học Ngoại ngữ, thì anh chị em gặp nhau đây hai khu vực cũng lần đầu tiên tổ chức được. Xin thay mặt cho tất cả mọi người chúc nhau tất cả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cái quan trọng là muốn gì được đấy. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin mở cái chai. Anh em xin lỗi, vâng anh sẽ mở, nhưng em xin lỗi đã.
anh phải nói cái là bốn xin và bốn luôn. Về cái đấy của Bộ Giao thông Vận tải. Anh áp dụng ở đây luôn cái, áp dụng ở đây luôn cái. Tôi là người của Bộ Giao thông Vận tải, bốn xin bốn luôn. Và anh vẫn có nhắn tôi rằng là ngày xưa có rất nhiều người là cũng yêu thầm nhớ trộm. Thì vẫn có phỏng vấn tôi là chứ có tán tỉnh em nào không? Thì nhận công khai. Câu khai mình cứ ngay như nói được tán thì không, nhưng mà có thì yêu thì có. Yêu thì nhiều. Thôi xin xin phép là cho tôi mở cái đây. Kính chào các quý vị.